Ăn cơm kiểu này, rước đủ bệnh vào người, dừng lại ngay kẻo ân hận mấy cũng muộn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống Mãi Nhiên. Quý vị thân mến, cơm tẻ là mẹ ruột. Với người Việt Nam ta, cơm gạo đã trở thành nguồn lương thực chính, không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Ăn cơm thường xuyên không chỉ giúp cơ thể cung cấp nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, mà còn giúp con người ngăn ngừa nhiều loại bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch. Việc ăn cơm quen thuộc là vậy, nhưng không phải ai cũng biết cách ăn cơm thế nào để đúng, để nhận trọn vẹn giá trị dinh dưỡng mà cơm đem lại. Thực tế, có rất nhiều người chủ quan nên đã mắc phải một số sai lầm tai hại khi ăn cơm. Điều này không những không mang lợi ích gì mà còn khiến sức khỏe giảm sút, bệnh tật đầy mình mà không hề hay biết. Dưới đây là 9 sai lầm khi ăn cơm mà hầu hết người Việt đều đang vô tư mắc phải, khiến sức khỏe của cả gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để lưu ý quý vị nhé! Cơm là một trong những thực phẩm chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, giúp tăng cường năng lượng hiệu quả. Ăn cơm hàng ngày còn giúp ngăn ngừa ung thư, phòng chống bệnh Alzheimer, kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, nhiều thói quen ăn cơm sai cách có thể dẫn đến những nguy hại cho sức khỏe. Sai lầm thứ nhất, ăn quá nhiều cơm. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thị Phương Hà, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, người Việt thường có thói quen ăn nhiều cơm mà không hề biết rằng trong cơm chứa nhiều đường. Nếu ăn nhiều cơm sẽ khiến lượng đường trong máu cao và kéo dài, là nguyên nhân chủ yếu gây nên những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới cuộc sống và chất lượng cuộc sống. Ăn nhiều cơm bị tiểu đường sẽ gây biến chứng tim mạch như tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người mắc đái tháo đường, vân vân. Vì vậy, người trưởng thành có mức lao động thể lực trung bình nên ăn trung bình mỗi ngày 2 lưng bát cơm. Sai lầm thứ hai, ăn cơm nguội. Thói quen tận dụng cơm nguội của nhiều bà nội trợ, đặc biệt tại các quán cơm rang, dễ gây bệnh. Bởi ăn phải cơm nguội để lâu quá nhiều ngày sẽ rất dễ đưa bệnh vào người. Đặc biệt kể cả khi cơm nguội không có dấu hiệu biến chất, chua, thiu hoặc đã được rang hoặc hâm nóng lại thì vẫn có thể gây ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện điển hình là buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, vân vân. Do đó, chuyên gia khuyến cáo mọi người chỉ nên ăn cơm nóng hoặc cơm nóng vừa được để nguội. Nếu ăn không hết, cơm phải được bảo quản trong tủ lạnh, không quá 24 giờ. Không ăn khi cơm có các dấu hiệu bất thường. Sai lầm thứ 3, ăn cơm chan canh. Thói quen ăn cơm chan canh rất phổ biến trong bữa cơm, tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo đây là thói quen xấu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong bữa cơm cần hạn chế dùng các loại nước canh hay nước lọc, nước ngọt. Bởi khi ăn cơm, dù uống bất kỳ loại nước nào, cũng đều làm cho quy trình tiêu hóa bị ảnh hưởng vì nó làm tăng kích thích dạ dày. Khi có quá nhiều chất lỏng và thức ăn trong dạ dày sẽ khiến cho quá trình tiêu hóa bị chậm lại. Việc ăn cơm chan canh khiến cho thức ăn được nuốt xuống nhanh hơn, sẽ không được hấp thụ nước bọt đã tiêu hóa xuống dạ dày, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Khi thức ăn chưa được nghiền nát, đang ở dạng cứng trước khi vào dạ dày, dẫn tới tổn thương niêm mạc dạ dày. Dạ dày phải làm việc nhiều hơn, dễ đau hơn, lâu dài sinh ra bệnh đau dạ dày, có nguy cơ dẫn đến ung thư dạ dày. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mọi người khi ăn phải nhai kỹ và nên uống nước chan canh hay bất kỳ loại nước gì sau cùng. Sai lầm thứ tư, uống trà trong và sau bữa ăn. Nhiều người cho rằng uống trà trong và sau khi ăn cơm luôn tạo cảm giác ngon miệng, dễ ăn, dễ tiêu hóa, vân vân. Tuy nhiên, điều này lại là một sai lầm. Nước trà sẽ khiến cho các chất protein trong thức ăn bị kết tủa, làm co niêm mạc dạ dày, loãng dịch vị và gây ra những tác động không tốt đến hệ tiêu hóa của cơ thể, đặc biệt là việc hấp thụ sắt. Sai lầm thứ 5, không ăn cùng rau củ. Cơm là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Ăn cơm cùng rau củ đẩy lùi cảm giác thèm ăn, ngăn chặn béo phì. Đồng thời, trước lo ngại ăn nhiều tinh bột gây đái tháo đường, chất xơ từ rau củ rất hữu ích trong việc tạo ra màng lưới, làm chậm quá trình đường hấp thu vào máu. Do đó, khi cơ thể nạp tinh bột, việc tiêu thụ nhiều rau và trái cây sẽ luôn là trợ thủ đắc lực, từ đó hạn chế các căn bệnh như tiểu đường, béo phì, rối loạn tiêu hóa, vân vân. Sai lầm thứ 6, ăn gạo trắng nhìn đẹp mắt. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thị Phương Hà cho biết, các loại gạo trông rất trắng và đẹp mắt do quá trình xay sát kỹ nên đã làm mất đi các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như các vitamin nhóm B, nhất là vitamin B1 và chất xơ. Do vậy, chúng ta nên chọn các loại gạo không xay sát quá kỹ cho bữa ăn hàng ngày. Gạo lứt là loại gạo không bị xay sát kỹ, vẫn còn lớp cám gạo bên ngoài hạt gạo, có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn và đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ trong việc kiểm soát đường huyết, để hỗ trợ dự phòng và điều trị bệnh đái tháo đường.
Sai lầm thứ 7, ăn tối quá muộn. Khi bạn ăn tối muộn sẽ khiến cho bạn dễ mắc các bệnh viêm dạ dày, viêm loét đường ruột, sỏi mật chính là ăn tối quá muộn. Theo nhiều nhà nghiên cứu khoa học chỉ ra, thời điểm ăn tối hợp lý nhất là từ 18 giờ đến trước 20 giờ, bởi sau 20 giờ thì cơ thể của bạn đã bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Nếu bạn ăn tối muộn dễ gây béo phì, thừa cân và ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn. Sai lầm thứ 8, ăn thức ăn trước, ăn cơm sau. Đây là hiện tượng thường thấy ở trẻ nhỏ. Trẻ thường thích ăn thức ăn trước sau đó mới ăn cơm và các bậc phụ huynh cũng đồng ý với điều đó để con ăn được nhiều. Thế nhưng, cách ăn này lại gây ra rất nhiều vấn đề cho sức khỏe lâu dài của bé. Trẻ ăn thức ăn trước, sau đó mới ăn cơm dễ dẫn đến tình trạng chán ăn, thiếu tinh bột gây suy dinh dưỡng. Nguy hiểm hơn, đó là khi thức ăn, ăn trước, chất đạm trong thức ăn sẽ chuyển ngay thành axit uric, bám vào các khớp xương và hình thành nên bệnh gút về lâu dài. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh hãy cho bé ăn cơm hợp lý, nên ăn cơm và thức ăn cùng nhau để việc hấp thu dinh dưỡng được tốt nhất. Sai lầm thứ 9, không nhai kỹ khi ăn cơm. Do công việc nên nhiều khi chúng ta ăn uống vội vã, dẫn đến ăn cơm rất nhanh mà không nhai. Theo các chuyên gia y tế khuyến cáo thói quen này không tốt cho dạ dày. Khi chúng ta ăn cơm nhanh, nhai không kỹ thì cơm sẽ không được nghiền nhỏ, làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Quý vị thân mến, vừa rồi là những sai lầm tai hại khi ăn cơm và có lẽ khá nhiều người trong số chúng ta đều đang mắc phải mà không hề hay biết đúng không ạ? Thế nhưng, người Việt ta không chỉ mắc sai lầm khi ăn cơm mà còn phạm phải những đại kỵ khi nấu cơm khiến cho cơm mất giá trị dinh dưỡng vốn có và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, ung thư. Vậy đó những sai lầm tai hại nào khi nấu cơm mà nhiều chị em nội trợ vẫn đang thực hiện mỗi ngày? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Sai lầm thứ nhất, nấu cơm bằng nước lạnh. Nhiều bạn sẽ có thói quen nấu cơm bằng nước lạnh, nhưng việc sử dụng nước lạnh để nấu cơm sẽ khiến cho hạt gạo bị trước nở, các chất dinh dưỡng theo đó mà tan ra trong nước. Nếu nấu cơm bằng nước sôi sẽ khiến lớp ngoài của hạt gạo bị co lại, tạo lớp màng bảo vệ hạt gạo không bị nứt vỡ. Do vậy, bạn hãy từ bỏ thói quen nấu cơm bằng nước lạnh mà nên thay bằng nước sôi để giúp hạt gạo thơm dẻo cũng như giúp giữ lại các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, nấu cơm bằng nước sôi còn giúp rút ngắn quá trình cơm chín hơn rất nhiều lần nữa đấy. Sai lầm thứ hai, vo gạo quá kỹ. Vo gạo cũng không kém phần quan trọng so với việc chọn gạo. Thông thường các bà nội trợ cho rằng càng vo gạo kỹ thì càng tránh được bụi bẩn, vi khuẩn. Tuy nhiên việc này lại làm mất đi những chất dinh dưỡng trong hạt gạo. Bạn chỉ nên vo gạo nhẹ nhàng, cho nước vào nồi cùng với gạo. Dùng tay khuấy đều để bụi bẩn, trấu nổi lên trên bề mặt. Dùng tay nhẹ nhàng sàng lọc để lấy sạn. Cuối cùng đổ nước đó đi. Tránh vò sát gạo vào nhau sẽ làm mất đi nhiều dưỡng chất trong hạt gạo. Sai lầm thứ 3, mở vung ngay khi nồi nhảy nút hầm nóng. Nấu bằng nồi cơm điện rất phổ biến hiện nay. Nồi sẽ tự động nhảy từ chế độ nấu sang chế độ hầm nóng. Bạn không nên mở vung ngay mà lúc ăn mới mở vung và xới cơm ăn. Nếu mở ngay khi cơm vừa chín, phần cơm trên vẫn còn hơi nhão. Bạn nên để thêm một chút để hạt cơm xe lại, ăn sẽ thơm và ngon hơn. Khi nồi cơm báo nấu xong, chuyển sang giữ ấm, bạn cũng có thể mở vung nồi, dùng đũa đảo đều và đậy nắp lại để ủ đến khi nào ăn. Sai lầm thứ 4, thấy gạo mốc vẫn nấu. Nhiều người khi thấy gạo mốc thì tiết kiệm, không đổ đi mà đem vo sạch mốc rồi nấu bình thường, vì nghĩ chỉ cần vo sạch là được. Tuy nhiên làm như vậy không thể diệt được nấm mốc ở bên trong hạt gạo. Nấm mốc ở lương thực, thực phẩm như lạc, ngô, mì hay gạo đều rất nguy hiểm. Vì nấm mốc này sản sinh ra độc tố aflatoxin, đây là một yếu tố gây ung thư gan. Do đó thấy gạo mốc, đừng tiếc hay đổ đi ngay trước khi quá muộn. Sai lầm thứ 5, nấu sai nhiệt độ. Với những trường hợp cần nấu cơm bằng bếp ga, bếp điện thì cần chú ý điều này vì có thể gặp tình trạng ở dưới thì cháy mà ở trên thì chưa chín. Nấu quá nhanh cũng khiến hạt gạo bị vỡ ra làm ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn. Khi nấu cơm, ban đầu nên để lửa ở nhiệt độ trung bình. Đến khi cơm sôi thì giảm lửa xuống và kéo dài thời gian nấu. Lý do là cơm thường chín bằng hơi nóng. Sai lầm thứ 6, không ngâm gạo trước khi nấu. Có nhiều người không biết điều này hoặc biết nhưng vẫn bỏ qua vì nhiều lý do. Với một số loại gạo thì việc ngâm trước khi nấu sẽ giúp đảm bảo lưu lại được những loại dầu tạo mùi đặc trưng của loại gạo đó. Nhiệt độ khi nấu ăn sẽ làm phá hủy những loại dầu này. Vì thế khi ngâm gạo trước khi nấu sẽ giúp giảm thiểu thời gian nấu, thúc đẩy thời gian nấu ăn trung bình 20%. Cũng có một cách khác rút ngắn thời gian nấu và giữ lại giá trị dinh dưỡng cho hạt cơm, đó chính là nấu cơm bằng nước nóng thay vì dùng nước lạnh. Sai lầm thứ 7, khuấy và mở nắp thường xuyên trong khi nấu.
Không biết cơm đã chín hay chưa mà nhiều người cứ thỉnh thoảng lại mở nắp lên xem. Việc này vừa kéo dài thời gian nấu cơm, vừa có thể làm ảnh hưởng đến thành phẩm, khiến cơm khô và chín không đều. Đồng thời vừa mở nắp vừa khuấy sẽ khiến tinh bột bị hoạt hóa, ngăn ngừa sự hình thành túi hơi, khiến cho hạt cơm bị nhão và khiến nhiều chất dinh dưỡng trong cơm bay mất. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ trong video ngày hôm nay đã giúp chị em bỏ túi những kiến thức bổ ích, giúp chị em tránh mắc phải những sai lầm khi ăn cơm và nấu cơm để từ đó có thể nhận trọn vẹn giá trị dinh dưỡng mà thực phẩm này đem lại nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.